doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. Và để hiểu rõ hơn nữa về sự gắn bó trong hợp tác cũng như đồng hành cùng phát triển ngành công nghệ thông tin hiện nay, xin mời lên sân khấu bà Hoàng Hồng Nhung, Giám đốc Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Thiên Hoàng, đại diện cho các doanh nghiệp có đôi lời phát biểu. Đến NIIT ICT Hà Nội nhân dịp 16 năm thành lập và cũng chúc mừng lễ khai giảng của năm học 2018-2019. Và cá nhân tôi cũng như công ty Thiên Hoàng mong rằng những năm tiếp theo nữa thì lễ khai giảng của chúng ta sẽ càng ngày càng đông vui với quy mô càng ngày càng lớn để chứng tỏ rằng NIIT càng ngày càng phát triển. Công ty Phần mềm Giải pháp Thiên Hoàng của chúng tôi thành lập được đến năm nay là năm thứ 12. Và khách hàng của chúng tôi chủ yếu là khối chính phủ. Chúng tôi chỉ làm các dự án của khối chính phủ, ví dụ như Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp, nói chung là các bộ ban ngành của chính phủ Việt Nam. Và vì thế cho nên có thể trên thị trường về công nghệ thông tin thì cái tên về Thiên Hoàng, các quý vị ở đây cũng như các em học viên đều chưa được quen biết nhiều, cũng chưa thấy quen thuộc. Nhưng với các cơ quan chính phủ thì chúng tôi là một trong những doanh nghiệp hàng đầu và một trong những sự lựa chọn hàng đầu của các bộ ban ngành về các giải pháp phần mềm. Và nhưng thật sự là nguồn nhân sự về công nghệ thông tin hiện nay, mà không chỉ hiện nay đâu, mà cách đây khoảng tôi vào nghề bắt đầu từ năm 2015, bắt đầu từ FPT. Và khi bắt đầu khởi nghiệp ra nhập vào FPT thì tôi đã được nghe đến NIIT rồi từ 2005. Lúc đấy đối với tôi là bất kỳ một nhân viên nào mà có một cái chứng chỉ NIIT về là rất là tự hào, có một cái certificate của NIIT về là rất là tự hào và sẽ có một cái khuyến khích được tăng lương hay là một cái được nâng cấp level. Lúc đấy chúng tôi được gọi là nâng cấp cán bộ. Thực ra là cách đây đến 13 năm chúng tôi đã biết NIIT và đến ngày hôm nay tôi rất là vinh hạnh được trực tiếp làm việc với và hợp tác với NIIT để có thể tạo ra được nguồn nhân lực cho ngành công nghệ thông tin Việt Nam nói chung và đặc biệt là cho công ty Giải pháp Thiên Hoàng nói riêng. Bởi vì sao? Bởi vì công nghệ thông tin nhân sự lúc nào cũng thiếu, bởi vì hệ thống các doanh nghiệp chúng ta càng ngày càng phát triển, công nghệ 4.0 đang đến gần. Vì thế cho nên cái nguồn nhân sự về NIIT lúc nào cũng là cần thiết và chưa bao giờ là đủ. Nhưng cái vấn đề của chúng tôi ở đây với các doanh nghiệp không phải là chỉ là đơn giản là các con người, các lập trình viên. Khi các bạn ra trường, các bạn có chuyên môn, nhưng để gia nhập vào một doanh nghiệp thì các bạn còn rất nhiều yếu tố ngoài cái chuyên môn, kỹ năng và trình độ mà các bạn đang có. Bởi vì để có thể tồn tại trong một doanh nghiệp thì chúng ta không những chỉ làm tốt công việc chủ của chúng ta mà chúng ta phải hòa nhập, hội nhập, phải có những kỹ năng mềm để chúng ta có thể phát triển được và được hòa nhập và được tồn tại tại cái doanh nghiệp đó. Và cái đấy mới là cái quan trọng. Có thể là bạn rất giỏi nhưng nếu mà bạn ở trong một đội nhóm mà bạn không hòa hợp, không hòa nhập được với cả một tổ nhóm đấy thì dù bạn giỏi đến đâu bạn cũng sẽ bị đào thải. Vì thế cho nên nắm bắt được vấn đề đấy, Thiên Hoàng đã kết hợp với NIIT để có thể kết hợp với nhau tạo ra nguồn công nghệ thông tin ngay từ ban đầu. Có nghĩa là gì? Khi chúng tôi sẽ kết hợp với bên NIIT để xây dựng các khóa đào tạo. Đầu tiên là đủ phù hợp và đúng nhất với cái nhu cầu mà doanh nghiệp đang cần. Và sau đó hai bên sẽ cùng kết hợp với nhau để đưa những cái module ngoài chuyên môn ra thì chúng ta sẽ có những cái kỹ năng mềm, những cái khóa đào tạo thêm về cách hội nhập, về làm như thế nào để các bạn khi các bạn ra trường là các bạn có thể hòa nhập tốt nhất với các doanh nghiệp, không chỉ Thiên Hoàng đâu mà tất cả các doanh nghiệp Việt Nam, mà các doanh nghiệp về phần mềm tại Việt Nam đều sẽ cần có một số những kỹ năng cơ bản. Thì ở đây chúng tôi sẽ kết hợp với NIIT để đưa và đào tạo thêm những kỹ năng cơ bản đấy để khi các bạn tốt nghiệp tại NIIT thì các bạn có đầy đủ sự tự tin, sự vững vàng để có thể gia nhập bất kỳ một công ty nào. Chúng ta có đủ hành trang để có thể trở thành một thành viên gắn bó và lâu dài.
Vâng, thì thực ra là hôm nay cũng rất là xúc động vì được thay mặt cho tất cả các doanh nghiệp được đứng đây để chia sẻ những suy nghĩ của mình về ngành công nghệ thông tin, và cũng như được đại diện cho tất cả các anh chị ở đây để gửi lời chúc mừng đến IT. Và một lần nữa thì tôi xin được thay mặt tất cả các doanh nghiệp có mặt tại ở công nghệ thông tin có mặt ngày hôm nay tại khán phòng này gửi lời chúc mừng đến trung tâm NIT ICT Hà Nội, chúc trung tâm ngày càng phát triển, ngày càng có nhiều hơn nữa các lứa học sinh, các lập trình viên, các tester đầy đủ các kiến thức, kỹ năng và có thể trở thành một nguồn nhân lực không thể thiếu và đào tạo ra các nguồn lực thật là tốt cho ngành công nghệ thông tin Việt Nam. Vâng, xin trân trọng cảm ơn.